nha. Rồi được chưa? Vừa mới phát hiện ra cái cây này đều đã mất nha các bạn. Wow. Cái cây này khủng hả, cái cây này còn tàn tàn. Cái cây lớn thì không phải cái chỗ. Cái này nó dài đến cuối cùng con đường luôn á. Đau phát. Bây giờ mới vừa tập trung lên cái cây củi mà lại vừa tập trung. Từ nãy giờ tụi mình đang nhặt củi nha các bạn. Ra là buổi tối tụi mình sẽ cắm trại nha các bạn. Cùng đi thôi. Đi nhặt củi thôi nào. Để xuống nha, tí nữa tụi mình cắm trại nha các bạn. Đi thôi. Chị kè của mình không biết đi xuống nha các bạn. Đây, sức đủ. Đeo. Mình phải cầm cái dùng chị kè của mình nha. Mình đang ngồi trên cây hồng giống một tí rồi đi leo núi nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ vào phòng của mình đây rồi nha các bạn. Tụi mình sẽ ngủ đây và trời cũng đã tối rồi và tụi mình cũng hơi đói. Và tụi mình sẽ ăn hết cái món đồ ăn của chị họ của mình nha các bạn. Chắc các bạn cũng thắc mắc. Thắc mắc là cái chị Nhã Khanh, cái chị Thỏ đâu đúng không? À chị đó, do là chị đó không, chị đó sợ nên cho nên chị đó để về rồi nha các bạn. Thôi, bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta cùng sẽ ăn thôi nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng ăn cái này trước đi. Mình sẽ ăn một kem nha các bạn. Mình sẽ ăn một trắng nha các bạn. Mình là vị cam nha các bạn, còn mình là vị dừa. Ăn cái này á, nó mát mát, thanh thanh nha các bạn. Đặc biệt là cái này,
giờ mình sẽ chơi bài Uno bộ nhỏ và tụi mình cùng sẽ ăn lên nha các bạn. Vậy thì mình sẽ giao cho một cái luật, đó chính là bây giờ mình sẽ chơi một bộ bài. Nếu như ai thua là mình sẽ cho ăn bình xịt hơi cay nha các bạn. Mình nói lộn nha các bạn. Mình đó là già. Còn bài nha. Bây giờ mình sẽ kêu chị họ mình chia bài lên các bạn. Bài Uno này rất là mini, mình rất là thích nha các bạn. Mỗi người sẽ có 7 tấm nha các bạn. Rồi mình đã. Bây giờ chúng mình sẽ cầm bài lên và chơi nha các bạn. Vậy thì bây giờ mình sẽ dơ tấm này ra, rất là quyền năng. Cộng 4 cho chị mình. Vậy là mình là nốt 6 tấm rồi nha các bạn. 4. Sao đời mình nó xui vậy các bạn ơi. 4, 5. Bây giờ thì chị chở em chị màu xanh này để em đi trước cho em con này. Uno. Các bạn ơi, mình thắng rồi. Bây giờ mình sẽ phạt chị mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xịt. Lúc đầu mình sẽ tưởng là mình thua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xịt hai vòng ra. Cái này rất là chua. Cái này chua lắm nha các bạn. Thì bây giờ trước khi chơi một bài ván nữa, mình sẽ ăn kẹo xin cơm nha các bạn. Mình không biết bắt cái loại này nữa các bạn. Ăn cái kẹo này xong cái là nó xanh rồi đấy. Thì cái lúc đầu mình cầm vô thì nó cũng đã xanh rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng sẽ chơi bài mới nha. Bài này rất là nhỏ luôn nha các bạn. Mini. Khó chơi. Rồi
giờ mình sẽ chơi bài ra nha.